lên lá nè. Nhìn vui thiệt, dính lên. Còn hai con quỷ này là biết sao, hôm trước nó dính rồi, nó dính này xong rồi mấy thằng ông nội ta hồ đi qua đây sơn, đi qua sơn đi con đường này nè, đi vòng qua đây rồi nó sắp đồ á, rồi lúc đó mình đi làm mình để đây lại về thấy nó sơn nè, đi ngang nó quẹt gãy, rớt, quẹt rớt luôn. Thì có muốn chửi ghê luôn á. Thôi giờ được gì. Nhìn vui. Này nó không mặt cắt lớn nè, giờ nó ở đây nên nó bị uống nước nè. Chích nước.